Hello các bạn nha. Thì hôm nay tiếp tục cập nhật giá xe cho quý anh chị mình tham khảo nha. Thì hôm nay sẽ cập nhật giá là so Midking nè quý anh chị và Winner X nè. Và như là GTG của hãng Honda nha quý anh chị nha. Và 155. Thì hôm nay thì cũng có về một số màu mới quý anh chị ơi. Nghe nói thì cũng có giảm giá mạnh cực mạnh luôn. Thì hôm nay gặp Hương nữa nè. Dạ, cho anh Mỹ nha. Rồi ok em. Dạ. Hôm nay cập nhật giá cho anh những dòng 155 nha em. Bây giờ okay. Sẽ giới thiệu cho mọi người là cái này là dòng Ad 155. Ừ. Dạ. Cái phiên bản này là phiên bản màu 3D nhá. Cái okay, này là em. Ừ. Cái này bên em có giá là 44.500. Là phiên bản chìa khóa nha mọi người. Màu 3D. 3D. Dạ. Phiên bản phá thường em. Dạ phá thường. Chiếc này thì cửa hàng mình trả góp. Nếu anh chị mình mua trả góp thì trả trước có khoảng bao nhiêu em? Nếu như khách muốn mua trả góp á thì trả trước cho em 4 triệu nha. 4 triệu à? Dạ. Ok quá. Thì cửa hàng mình ở địa chỉ nào em? Dạ cửa hàng xe máy Sơn Đức Phát tại khu công nghiệp Long Thành Đồng Nai, ngay quốc lộ 51A. Bên em hỗ trợ trả góp bao biển số toàn quốc luôn. Cho nên là ở đâu mua cũng được. Thì dịp này cửa hàng mình có hỗ trợ tiền xăng cho khách nữa không em? Dạ, cửa hàng bên em thì luôn luôn hỗ trợ tiền xăng cho khách từ 500 ngàn đến 1 triệu. Biển số chào quẹt thì bên em giao tận nhà luôn nha. Ok. Dạ. Rồi, tiếp theo đi em, chiếc màu trắng này nè. Là chiếc này là Ad 155 màu trắng đỏ. Sổ mắt khay nha. Chiếc này bên em có giá là 45 triệu. 45? Dạ. So với phá thường thì chiếc này nó mắc hơn có 1 triệu em? Triệu ngoài hả? Mắc hơn 1 triệu ngoài. Ok luôn. Thì về phí biển số lăn bánh thì quý anh chị mình cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình để gặp em Hương tư vấn nha quý anh chị. Tại nhiều quý anh chị mình ở tỉnh khác nhau á, cho nên cái phí nó khác nha quý anh chị nha. Quý anh chị thông cảm. Rồi ok, tiếp theo là màu này đi em. Màu dạ. Xanh này anh nhìn thấy cũng khá đẹp nè. Dạ cái màu xanh này là màu xanh 3D anh. 3D nhá. Hả em? Dạ. Chiếc này là phiên bản Smart hay. Chiếc này bên em có giá là 46.500. 46.500. Dạ. Màu 3D thì nó mắc hơn cái màu green đó 1 triệu. Rưỡi. Triệu mấy ha? 1 triệu rưỡi. Dạ. Còn dòng này bên em có bảo hành cho khách luôn nha. Ừ. Dạ. Dòng này trả góp bao nhiêu em? Chiếc này nếu mình mua trả góp thì trả trước cho em 5 triệu nha. 5 triệu. Dạ. Quý chị không đủ tiền thì trả ít hơn nữa được không em? Rồi. Em hỗ trợ luôn. Ok em luôn. Dạ. Hỗ trợ rất là nhiệt tình cho anh chị nha. Anh chị cứ mạnh dạn đến cửa hàng mình xem xe hoặc mình gọi điện trên số điện thoại trên màn hình để em Hương tư vấn nha anh chị ha. Dạ. Rồi. Tiếp theo màu xanh Hydrogen em. Dạ, xanh này thì bằng giá chiếc màu xanh này luôn. Là 46.500, nếu như khách mua trả góp thì trả trước giùm cho em 5 triệu nha. Ừ. Cái màu xanh okay. Này, xanh này cà vẹt sẽ ra xanh đen cho mình. Con này cũng là chìa khóa thông minh luôn em. Cái này là Smart Key nè. Dạ. Smart Key, thông minh luôn. Dạ. Rồi ok. Tiếp theo là Ad 155 màu xanh này hay còn gọi là xanh xi măng, tụi em hay gọi như vậy đó. Ừ. Chiếc này chìa khóa nè. Chiếc này có giá là 44.500. À chiếc này là green đó là 3D em? Dạ không, cái này là màu 3D nhé. Phá thường là rẻ hơn. Dạ đúng rồi, phá thường rẻ hơn. 44.500 quý chị ơi. Dòng này thì nãy em có nói là như là đưa trước 4 triệu đúng không em? Dạ đúng rồi. Thủ tục mua góp bên em đơn giản thôi. Chứng minh góp, hộ khẩu gốc hoặc là chứng minh với bằng lái. Trường hợp mà mình không có chứng hộ khẩu gốc á thì mình sẽ sử dụng hộ khẩu photo công chứng đủ 16 trang nhé. Ok em. Dạ. Luôn. Rồi tiếp theo là màu xanh RGB đi em. Xanh GB phiên bản cao cấp. Dạ, chiếc này bên em có giá là 47 triệu. 47 em. Ồ chiếc này là hình như là cái giá nãy giờ em báo là chiếc này là cái giá nó cao nhất nè. Dạ đúng rồi, phiên bản cao cấp anh. Chiếc này mình nếu như khách mua trả góp á thì trả trước cho em tối thiểu là 67 triệu rồi. Màu rất là đẹp anh chị ơi. Màu này cũng khá đẹp nha. Cái này thì bên em sẽ bảo hành cho khách 3 năm hoặc là 30.000 cây, bảo hành toàn quốc luôn. Ok. Dạ. Rồi tiếp theo là màu chiếc, đỏ nhám. Đỏ nhám. Phiên bản chìa khóa. Chiếc này bên em có giá là 43 triệu. Ủa chiếc này là rẻ nữa em? Dạ đúng rồi. Cái này sử dụng chìa khóa phá thường. Phá thường 43 triệu à. Rồi ok. Ờ chiếc bên đây đó em, chiếc màu này đẹp quá nè. Cái này màu đẹp son nha. Smart Key. Cái này có giá là 46.500. Đó, ngoài ra bên em còn rất là nhiều màu nữa. 46.500 màu đẹp son nha anh chị nha. Dạ. Rồi ok em, qua đây đi em. Qua đây cũng còn màu mới nè. Chiếc này khóa thường nha anh. Khóa thường luôn. Là 44.500. Con này cũng là sơn 3D đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Tem sơn luôn á chị ơi. Rất là bóng nè. Rất là đẹp luôn, có bảo hành màu sơn cho mình luôn.
bị phai màu hay bong chóc thì bên cửa hàng sẽ bảo hành đổi nhà mới cho mình. Ok. Dạ. Bên đây anh thấy chiếc này, cái màu này cũng đẹp nữa nè. Ồ, quá đẹp luôn. Này cái giá là 46.500. Con này là chìa khóa xe máy cây á em. Dạ. Số 91 luôn nè quý vị. Hiện tại là bên em đang có chương trình khuyến mãi là nếu như khách lắp đặt khóa chống trộm, chống cướp hoặc là định vị á, là bên em giảm giá 50% và tặng cho khách nguyên một combo trị giá 1 triệu nha. Ok. Dạ. Rồi, tiếp theo thì em cập nhật giá GTR của hãng Honda cho anh đi. Và dài qua kia cũng mít kinh nữa kìa. Dạ. Rồi em đi qua đây đứng đây ha. Cái này là GTR xe nhập khẩu nha anh nha. Cái này bên em có giá là 50 triệu. Có 50 triệu hả em? Dạ đúng rồi. Nếu như khách mua trả góp thì trả trước cho em 5 triệu nha. Có 5 triệu à? Dạ. GTR mẫu xe này thì nhiều bạn cũng khá là tìm kiếm rất là nhiều nè quý vị nha. Hôm nay thì cũng về cửa hàng anh nhìn thấy là ở đây là mình có hai màu em. Màu đen và màu đỏ nhám, đỏ đen nè. Này đen bóng nè, còn này đen đỏ nhám nè. Ừ. Màu này là giá cũng sao em? Bằng giá nhau 50 triệu luôn anh. Bằng luôn hả? Dạ, nếu như mua trả góp thì trả trước cho em 5 triệu nha. Ok quý chị ơi. Rồi. Rồi, thì dòng Mekin. Mekin thường gọi là Ad Indo của em. Dạ đúng rồi. Cái này là Mekin xe nhập khẩu Indo, hiện tại là có 3 màu chủ đạo. Màu đỏ, màu vàng đen và màu xanh ha. Chiếc này có giá là 42 triệu nha. Nếu như mua trả góp thì trả trước cho em 4 triệu là được rồi. Có 42 triệu rồi quý anh chị nha. Winner X đợt này anh nghe nói là cũng giảm dữ lắm nè. Dạ đúng rồi. Cái như là ba mấy em? Winner X phiên bản ABS nha. Chiếc này có giá là 39 triệu đó, ABS luôn có 39 triệu à. Trả trước 2-3 triệu cho em. 2-3 triệu không? À 2-3 triệu là nhận xe. Ok. Đó, quý anh chị nào có nhu cầu về dòng Vinex này thì mình cứ nhanh tay liên hệ số điện thoại trên màn hình để em Hương tư vấn nha quý anh chị nha. Dạ. Ở đây thì anh thấy là hai màu em. Dạ. Còn hai màu nha. Bằng giá nhau anh nha, 39 triệu. Nếu như khách mua trả góp thì trả trước tối thiểu 2-3 triệu ha. 2-3 triệu à. Dạ. Đấy. Bên em thì bao biển số toàn quốc luôn cho nên là ai có nhu cầu mua xe thì liên hệ cho em nha. Ok em. Dạ. Rồi. Anh cảm ơn em nha. Quý anh chị nào có nhu cầu thì mình cứ nhanh tay liên hệ nha quý anh chị. Đó, video em chỉ làm tới đây thôi. Quý anh chị nào có nhu cầu về những dòng xe nào thì hãy bình luận mạnh bên dưới cho em ha. Em sẽ quay chi tiết và báo giá quý anh chị mình tiếp nha. Rồi cảm ơn quý anh chị theo dõi video. Hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo.